Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai, chị gái tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Đây là video clip em chia sẻ về cái tử vi vận hạn của những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Những tuổi khác thì em chỉ chia sẻ trong cái loạt video này em làm trong tháng này thì em chỉ chia sẻ về 6 tháng cuối năm thôi. Còn riêng cái với tuổi của các anh chị cũng như một số tuổi khác thì do là em chưa làm cái vận hạn cũng như tử vi 6 tháng đầu năm, vận hạn vận trình của cái tử vi cả năm đối với tuổi các anh các chị, cho nên là em chia sẻ luôn cái phần từ tháng 6 luôn và nói sơ lại một chút xíu về cái tử vi của năm nay, xét về đối với tuổi của các anh các chị nó sẽ ra sao, rồi là mình ráp vào cái những tháng còn lại cái vận trình để mà các anh các chị biết ứng dụng nó, cái thông tin em chia sẻ một cách tốt nhất có thể là để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật sự mà nói thì gần đây em nhận được một số cái comment nói rằng là anh đọc từ trong sách ra hoặc là này kia. Tôi khẳng định với lại các anh các chị rằng là cũng như với mọi người rằng đúng, tử vi của em là đọc từ sách ra chứ chả có cái gì của em cả, chẳng qua là em có những quyển sách đó và em có học cái thuật để tính toán và em tổng hợp cái thông tin và chia sẻ đến mọi người thôi, chứ em chả tài giỏi gì đâu, em không phải ông thánh. Em cũng biết là cái tử vi là báo trước cho người ta cái khúc này của cuộc sống nó không được tốt đẹp, cái khúc này của cái năm này nó không được ngon lành để mọi người biết mà tránh né thôi, chứ còn em không phải là thánh có thể vận chuyển tất cả những cái số mệnh. Em cũng ước gì mình là một người được làm như thế, cũng thánh là Phật này kia để mà giúp đỡ mọi người, nhưng mà thực chất em không làm được. Em cũng chỉ biết chuyện tốt, chuyện xấu nó như thế nào thôi. Còn vượt qua cái tốt, vượt qua cái xấu đó hay tận hưởng cái tốt đó như thế nào là phải do cái vư duyên, cái số của các anh các chị mà ra. Những người tuổi Nhâm Dần thì các anh các chị thì đã ở thậm chí là lớn hơn em rất là nhiều tuổi, cho nên là cái kinh nghiệm sống, cái gọi là cái vốn sống của các anh các chị nó đã quá dày dạn rồi. Người ta nói ngũ thập là có thể tri thiên mệnh, các anh các chị đã qua ngũ thập rồi, tức là qua 50 đã hiểu được ý trời, đã hiểu được cái gì đó là luân hồi sinh tử ha, và những cái chuyện đời nó đến với mình quan sát thấy. Thì trở lại cái việc chính thì như em đã nói thì em cái tử vi của cả năm nay đối với cả các anh trai và cũng như các chị gái tuổi Nhâm Dần thì đầu tiên hết á thì các anh các chị là mạng kim, tức là kim bạch kim vàng vàng trắng đó, thì là gặp năm bình địa mộc là kim khắc mộc, là năm mình tương khắc năm, cho nên là sức khỏe bổn mạng cũng không phải là tốt đẹp, nó cũng hơi có trục trặc, tuy nhiên cũng không quá lớn lao, không đến mức là nguy nan bổn mạng mình, chỉ là trục trặc trong bổn mạng thôi. Rồi về sau á thì các anh nam có sao thái bạch, các chị có sao thái âm. Sao thái bạch đó thì là một cái sao gây ra hao tốn, hao tài tốn của, cẩn thận mất trộm. Sao thái âm là một cái sao may mắn và đem đến danh lộc. Tuy nhiên là các anh cũng đừng quá lo lắng với cái sao thái bạch của mình, vì sao thái bạch là thuộc hành kim, mình thì mệnh kim, cho nên là cái sao thái bạch này nó không có tác dụng quá nặng nề, không có làm mình hao tài tốn của như là cái bước gì của nó. Rồi hạn á thì nam mạng là hạn toán tập trở ngại va bắp, còn mà nữ mạng là hạn huỳnh tiền đề phòng bệnh nạn. Vận niên là ngu canh điền, tức là một năm trâu cày ruộng đó là tốt. Thiên can á, nhâm á, gặp kỹ là bình hòa tự chủ về tử vi. Còn về nạp âm ngũ hành á, nhâm thì thủy mà kỹ thì thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can bị tương xung. Địa chi dần hợi, dần thân tỵ hợi, dần hợi là thuộc nhóm lục hợp, cho nên là cái địa chi này hay lắm ha, cái bốn cái con giáp mà dần thân tỵ hợi này trong cái cặp tứ hành xung này á thì dần hợi là lục hợp, thân tỵ cũng là lục hợp, cho nên là đừng có nghe người ta lộn dần thân tỵ hợi tứ hành xung rồi chắc này xung dữ lắm nha, không, mình là một năm lục hợp. Như vậy thì nó sẽ có nhiều điều nó tích cực. Thì bây giờ đó vận vào cái đó là cái tử vi của cả năm.
còn bây giờ vận vào cái 7 tháng cuối năm của còn lại nó sẽ ra sao. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Canh Ngọ rồi, tức là tháng 5 âm lịch. Ngày mai, mai mốt là bắt đầu, hình như ngày mai 21 gì đó là ngày là bắt đầu vào tháng Tân Mùi, tức là tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Đối với tháng Tân Mùi là một tháng thổ, như vậy mà là thổ sinh kim, xét về chủ mệnh như vậy là bổn mệnh được tương sinh nha, các phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, sức khỏe vì thế tốt đẹp, là ok, bổn mạng không có vấn đề. Địa chi là chữ nhâm với chữ tân là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy, tốt đẹp cho công việc, dễ sinh tài lộc. À ngon ha, bổn mạng tương sinh, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng được tương sinh, như vậy dễ sinh tài lộc. Mùi với lại dần là tự chủ bình hòa, không hình hại không khung khắc, tốt đẹp về cả gia đạo, cho nên có thể nói tháng 6 là một tháng tốt đẹp, có thể đem sinh tài lộc cho các anh các chị, đặc biệt là các chị với cái sao Thái Âm ha, sao chủ Thái Âm của cả năm. Rồi tiếp tục đến tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Nhâm Thân. À, mà còn nếu theo Phật giáo, thuyết Phật giáo thì đó là tháng sát tội vong nhân và sáng cô hồn, tháng âm thịnh dương suy. À, tuy nhiên mệnh xét kim, nhâm thân là kim, các anh các chị kim là kim đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt, thiên can chữ nhâm đồng hành luôn, công việc không gặp khó khăn, tốt đẹp tiếp tục. À, tuy nhiên địa chi thì không được ngon lành như vậy. Vì sao? Vì địa chi dần với thân là lục xung, lục xung là mô tả sự đối chọi chống đối nhau, gia đạo nhiều rối rắm, cho nên là tháng 7 thì công việc và sức khỏe không vấn đề, nhưng gia đạo và các mối quan hệ coi chừng mang tiếng thị phi ha. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 8 âm lịch tức là tháng có Trung Thu, tháng Trung Thu thì là tháng Quý Dậu, mà tháng Quý Dậu thì thuộc kim, như vậy cũng giống như là tháng 7. À, tháng 8 xét về mệnh là kim đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh có dịp phát huy tác dụng. Thiên can chữ nhâm chữ quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhâm quý thì đều thuộc hành thủy hết, cho nên tháng này cũng là một tháng tiếp tục tốt đẹp về công việc đối với người nhâm dần của các anh các chị, đặc biệt là nữ mạng. À, dậu dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy rõ ràng là tháng 8 và tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 rất là tốt đẹp đối với cái việc làm ăn. Tuy nhiên tháng 7 thì phải cẩn thận tí xíu về phần giá đạo, nó có bị sung, nhưng mà tháng 8 thì không còn nữa. À, tháng 8 tốt đẹp ha, với các anh các chị thì tháng 8 ngon lành. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 9 là tháng Giáp Tuất, mà Giáp Tuất là hỏa, như vậy mệnh hỏa nó sẽ khắc kim. À, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không có tốt, cẩn thận về sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt khi mà tháng khắc bản mệnh của các anh các chị thì các phúc tinh và tài tinh coi như là bị che mờ, phá vào bại tinh hoành hành, sẽ có nhiều điều xấu chực chờ ở trong bộ mạng cũng như là cái việc tài lộc của mình. Thiên can nhâm giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của nhâm là thủy, giáp là mộc, cho nên là sinh xuất thủy sinh mộc, dễ tốn hao tài chánh nhưng không lớn ha. Địa chi tức dần là thuộc thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì gia đạo của tháng tháng 9 âm lịch sẽ tốt đẹp, thậm chí là nó còn có những cái mối quan hệ tốt đẹp của mình từ xưa giờ sẽ giúp cho mình tốt đẹp ở lẫn đu chặt công việc ha. Nhưng mà công việc với nạp âm ngũ hành của nhâm là thủy và giáp là mộc này sinh xuất thì nhớ cẩn thận, việc tiền bạc sẽ có hao tài nhưng không quá lớn, hoặc là bỏ tiền ra để đầu tư tốt ha. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Ất Hợi, lại là một tháng hỏa, như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 9, hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận sức khỏe. Nhâm Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục sẽ giống như là tháng 9 với nhâm là thủy, giáp Ất là mộc, là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Địa chi thì tốt đẹp hơn, là cái tiếp tục là một tháng tốt đẹp, vì Hợi và Dần là thuộc nhóm lục hợp.
Hợi và Dần của năm cũng là thuộc nhóm lục hợp luôn, như vậy là tốt đẹp. À, với cái tháng 9 và tháng 10, gia đạo và các mối quan hệ có thể là tốt đẹp, tuy nhiên sẽ cẩn thận việc làm ăn, hao tài và đặc biệt là sức khỏe của các anh các chị, có một chút khó khăn, các anh các chị nhớ cẩn thận ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, chắc chắn là tháng Bính Tý là Thủy. Như vậy xét về mệnh là Kim sinh Thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. À, khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó yếu đi, và yếu đi thì nó sẽ đem đến cho các anh các chị nhiều cái rối rắm, vì phá và bại tinh nó sẽ hoành hành, nó chống lại phúc và tài tinh của mình. À, rồi thiên can thì chữ nhâm khắc chữ bính, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp nhiều khó khăn chống phá. À, tuy nhiên là thiên can khắc tháng thì cho nó có gặp khó khăn chống phá đi nữa thì các anh các chị vẫn có thể giải quyết được được, nhưng mà lại bổn mạng về sinh xuất, phúc tinh và tài tinh lại tiếp tục không có tốt đẹp. Cho nên là cẩn thận hao tài ha, và cẩn thận cái việc gặp khó khăn nhiều điều. Rồi Tý với Dần là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì về mặt gia đạo và các mối quan hệ ở trong công việc không có vấn đề, không quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên là cần cẩn thận về cái việc công danh sự nghiệp của mình, coi chừng khó khăn. Rõ ràng với tháng Bính Tý thì cái mấu chốt vẫn là cái thiên can bị tương khắc nhâm khắc bính, ảnh hưởng nhiều đến phần công việc và gia đạo, công việc và công danh tài lộc của mình. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu và cũng là tháng Chạp của năm Kỷ Hợi. Tháng Đinh Sửu thì lại là một tháng Thủy, như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 11, Kim sinh Thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu cần cẩn trọng bổn mạng. Thiên can Đinh với Nhâm là thuộc ngũ hợp, công việc dễ tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. Như vậy thì nãy giờ có trúc trặc trục trặc, nhưng mà tới tháng Đinh Sửu gặp ngũ hợp, có thể nói là cả năm có hết trúc trặc trục trặc, nhưng mà cuối năm mình có hái được cái trái ngọt là ngon ha, là có được cái thiên can ngũ hợp này, công việc tài lộc rất là dễ sinh sôi, đặc biệt là với các chị gái. Địa chi Sửu Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì gia đạo của tháng 12 tốt đẹp, rõ ràng thôi, tại vì các anh các chị tuổi Nhâm Dần đã lớn, con cái nó cũng đã đề huề. Tháng này là tháng Tết, gần Tết rồi, cho nên là con cái nó cũng về với mình thăm thú rồi này kia, cho nên là các anh các chị có được cái cuộc sống nó cũng gọi là vui vẻ, cái phần tốt đẹp của mình. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng 7 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với các anh các chị tuổi Nhâm Dần, có khá khá nhiều điều không tốt đẹp, bên cạnh đó thì cũng có được những cái tín hiệu tích cực ở trong công việc. Hãy nhớ rằng dù sao đây là năm lục hợp với bản thân mình, bổn mạng thì bị sinh xuất một tí xíu, bị khắc khắc năm một tí, cho nên là bổn mạng mình không tốt đẹp lắm, cho nên là nhớ cẩn thận. Hy vọng rằng với những chia sẻ và tổng hợp thông tin về tử vi vừa rồi của em có thể giúp các anh các chị có được những cái định hướng, một cái hành trang nhỏ mà ứng dụng vào cuộc sống vốn là đầy thăng trầm, và coi như là đầy thăng trầm và có nhiều cái biến động của các anh các chị. Rõ ràng là nếu so về 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 độ chịu khó, độ thăng trầm thì người Mậu Ngọ của em không có là gì đối với tuổi của Nhâm Dần của các anh các chị cả. Cái vốn sống, cái cách ứng xử mọi điều đối với các anh các chị, hy vọng rằng là các anh các chị ứng dụng thật tốt và có thành công trong cái năm này. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like, nút like là lúc này nè, rồi bấm chia sẻ cái video này đến nhiều người tuổi Nhâm Dần biết mà ứng dụng vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 được tốt đẹp hơn. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác của em, tổng hợp về tử vi
phong thủy có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!